nhận được thông tin trình báo của ông Khoái, trưởng công an xã Kim Sơn Trần Quốc Việt gọi điện báo cáo với trạm trưởng Võ Trọng Hải. Chiều hôm đó Võ Trọng Hải giao nhiệm vụ cho Trung úy Ngân và Thiếu úy Hà đóng vai hai con nghiện tiếp cận Minh và Dường. Sau khi có chứng cứ trong tay, Võ Trọng Hải và chính trị viên đồn biên phòng Nguyễn Ngọc Lợi đến gặp hai gia đình bà Thu ông Điền để thuyết phục họ cho con em đi cai nghiện nhưng hai người bất ngờ và buồn lòng khi bị bà Thu ông Điền mắng nhức thậm tệ. Bây giờ quý vị và các bạn cùng nghe tiếp truyện ký Đối mặt sói trắng của tác giả Phan Thế Cải. Lợi thuật lại cho Hải nghe với đủ lời lẽ thoá mạng. Nào là kẻ vong ân bội nghĩa nào là vô cớ dựng chuyện để phá hoại hạnh phúc gia đình ông Hai ông bà xỉa sói chán Thằng Minh đang nằm ngủ trong giường cũng nghe rõ đầu đuôi câu chuyện Khi lợi thất vọng ra về Thằng Minh vội vã mở xích sắt con chó giữ trong nhà sọc ra Rất may Lợi đã nhanh mắt phát hiện kịp Sẵn có vài miếng võ thuật Anh dơ cao giày đinh Đã trúng huyệt ở cổ con chó Con chó chỉ kịp kêu ăn ẳng Rồi nằm im bất động khi lợi đã đi khá xa vẫn còn nghe ông điền làm nhảm cái thằng tệ thật không khéo con chó nhà mình chết mất thằng minh bế con chó vào nhà bảo nó mở mắt rồi đây này nhiều lúc hình dung lại lợi vẫn chưa hết hoàn hồn khi con chó chồm hai chân lên cao định vồ lấy anh mới chỉ một lần làm công tác tư tưởng với bà thu hải hiểu thêm lẽ đời không đơn giản. Người ta thường bảo cuộc đời không ai lường được chữ ngờ. Không chỉ có Hải mà chính trị viên lợi đi cùng anh cũng bất lực. Thú thật, chiều ấy về lại trạm, cả hai người xuống bếp tập thể ăn cơm, nhưng bưng bát lên thấy nặng trình trịch. Đêm ấy, Hải nằm ngủ nhưng không tài nào chợp mắt được, thần kinh căng như dây đàn. Lại nghe ngoài cánh rừng đại ngàn khắc khoải tiếng vượn gọi con, khiến võ trọng Hải càng buồn nẫu ruột sáng hôm sau hải cùng lợi và một số cán bộ khác đến dự họp giao ban tại đồn rất sớm trong tâm trạng không lấy gì thoải mái mở đầu phiên họp trung tá nguyễn trọng tiền phổ biến công việc khẩn của ban chỉ huy bộ đội biên phòng hà tĩnh vừa gửi với nội dung tình hình an ninh khu vực các xã sơn kim thị trấn tây sơn sơn lĩnh sơn hồng đang nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về nếp sống văn hóa Đặc biệt xã Sơn Kim hiện nay đã xuất hiện một số phần tử thanh niên nghiện ngập ma túy và cờ bạc. Đề nghị đồn cửa khẩu cầu treo tổ chức chỉ đạo cán bộ và chiến sĩ về tận cơ sở theo dõi, nắm chắc tình hình, đồng thời tham mưu cho cấp trên về các giải pháp để sớm bài trừ tệ nạn này. Tại cuộc họp giao ban sáng nay, Hải báo cáo lại rành rọt về chuyến đi của mình và lợi vừa qua. Kết luận được những mâu thuẫn gay gắt khi mình làm công tác thuyết phục vận động gia đình bà Thu và ông Điền có con bị nghiện. Một người lính suýt xoa. Sao lại có hạng người chiêu chuộng con mù quáng thế nhỉ? Cả phòng họp đang nghiêm trang, bỗng rộ lên những lời bình phẩm xì xào. Một người lính ngồi hàng ghế giữa nói xen vào. Ông Điền đấy, nổi tiếng là người nát rượu, cha nghiện rượu, trả trách con nghiện ma túy là đúng thôi. Nhà rột từ nóc rột xuống mà, cậu lính khác cự lại. Bà thu cả đời rượu chè mô. Ông Đức, chồng bà đảng viên lâu năm đấy. Thế nhưng, thằng Dường vẫn nghiện. Tại sao thế? Người lính kia phân trần. Cậu không nghe anh Hải vừa nói đó. Chí cậu đoảng thật đấy. Con bà thu hư bởi cách dạy của bà ấy. Khi ông Đức cứng rắn với con, thì bà thu lại che chở và dung túng cho hành vi tội lỗi của nó. Kiểu mẹ thế, con không hư mới lạ trung tá nguyễn trọng tiền đứng trên bục gỗ cầm micro nói yêu cầu các đồng chí giữ trật tự tôi xin thông tin thêm cho các đồng chí biết một tổ công an điều tra tội phạm ở hương sơn vừa cung cấp cho tôi một nguồn tin nóng sơn kim đã có ba thôn có thanh niên hút trích ma túy đặc biệt là khe năm xuất hiện một số thanh niên nghiện nặng bị nhiễm hiv gây bất ổn về trật tự an ninh nghiêm trọng bây giờ ta phải có lực lượng bộ đội biên phòng cùng ăn cùng ở với họ mới tìm ra những giải pháp tối ưu để giải quyết vấn nạn này. Vậy ai xung phong đi cơ sở nào? Gần 20 phút trôi qua, chưa thấy ai xung phong. Lúc này Hải đứng với giọng rắn giỏi. Thưa đồng chí đồn trưởng, tôi xin cắm chốt lâu dài ở Sơn Kim. Tôi sẽ xuống cùng ăn cùng ở, cùng làm với dân thôn Khe Năm. Cố gắng nắm thật chắc gia cảnh từng người phân hóa được từng đối tượng tôi chỉ cần đồn trưởng cử thêm một đồng chí nữa tham gia cùng tôi trung tá nguyễn trọng tiền đảo mắt nhìn hết mọi người tại phòng họp và cất cao giọng ai xung phong đi cùng với đồng chí hải nào tôi ạ à, thiếu úy ngân đang ngồi ở hàng ghế cuối dơ cao cánh tay khiến đồn trưởng tiền phấn chấn và tự tin ở cặp đôi này bởi hải và ngân đều có một nét chung là dẻo dai về sức Giỏi về võ thuật, nhiệt tình và phong cách bình dân Hai người lính ngay chiều hôm đó xếp lại quần áo, chăn màn Và các đồ dùng sinh hoạt cá nhân và chiếc ba lô con cóc Rồi hối hả lên đường Trời sơn kim, mới bước vào đầu tháng 3 Nhưng chả hiểu sao năm nay thời tiết thật trêu ngươi Cả xứ sở vùng thượng nắng đã trói trang và hầm hập như lửa Khóm chuối trong vườn, dạng tre ngoài bờ sông ngàn phố bắt đầu rụi lá vàng Đâu đó, vài con suối chảy quanh chân đồi đã bắt đầu cạn nước. Mấy con chỗ chàng phun đầy bọt trắng, đọng lại từng ổ tròn trên cành cây hoang dại, cổ ngửa lên trời thở thoi thóp. Hai người đèo nhau, bươn bả trên con đường gồ ghề ngầu bụi đỏ. Mồ hôi ướt đầm lưng áo, cơn khát nước làm đôi môi xe lại. Khi tới ngã đôi, trời vẫn còn nắng chóa. Hải và Ngân phải dừng xe máy, ngồi tựa vào gốc cây bên đường uống ngụm nước lọc, lấy sức tới là khe năm xin phát thảo vài nét về làng Khe Năm. Khe Năm, tiền thân đội năm của Lâm Trường, Hương Sơn, vào những năm 1957-1958, nhiều nam thanh nữ tú từ dưới xuôi ham hở lên đại ngàn lập nghiệp. Cả lâm trường Hương Sơn lúc đó tới 15 đội quân lâm sản hùng hậu. Đội số 5 nằm ở vùng rừng Nguyên Sinh có 5 con khe lớn, nên ông Phạm Tự Do, giám đốc bèn đặt cho tên là Đội Khe Năm đội thành lập có khoảng ba chục công nhân vừa làm nghề khai thác rừng vừa làm nghề ươm giống cây dựng vốn rừng đất lành chim đậu dần dần những người thợ trẻ kia xây dựng gia đình sinh con đẻ cái dựng nên làng khe năm gọi làng khe năm là làng thợ rừng cũng đúng thương hiệu làng khe năm bốn bề núi biếc non xanh quanh năm thảng thốt tiếng mang tác vượng kêu trốn đẹp nơi hoang dã có nơi nào sánh kịp chốn thiên nhiên kỳ vĩ ấy giấu trong mình bao nhiêu câu chuyện huyền thoại đến bây giờ dân làng vẫn còn truyền tụng khe năm có một khu rừng mang tên rừng bà liễn cái tên của người đàn bà đó thực có trong đời bà liễn thuở xưa vốn là một nông dân cực khổ suốt đời chưa bao giờ được một bữa cơm no bà chỉ quen ăn rau rừng củ rừng để sống ấy thế trời lại phú cho một sức khỏe phi thường leo núi suốt cả ngày chân không thấy mỏi gánh trên vai gánh củi nặng chẳng thấy đau tê và một năm mất mùa nặng bà xách cuốc xách dao cùng với một số người đi vào chốn hoang dã này đào củ mài trong lúc bà đang lúi húi cầm dựa phát quang bụi cây leo chẳng chịt bám giết vào thân cây củ mài thì bỗng nghe tiếng thét cất kinh ông C bị khái chụp rồi trời đất ơi bà liễn tay đang cầm con dao cắm chạy sang, thấy năm người đàn ông sớm lại, nhưng bất lực nhìn con hổ được to như con bò vàng, hai chân trước đang kẹp lấy cổ ông C. Bà Liễn chẳng nói chẳng rằng, giang tay, gạt phang mọi người ra hai bên. Nhanh như chớp, bà dùng con dao bổ thẳng vào đầu hổ. Lưỡi dao sắc tới mức, cái đầu hổ vỡ toác. Con hổ đực kia chết ngay trên vũng máu. Người đàn ông thoát nạn, phục sự dũng cảm của người đàn bà diệt hổ cứu người, nên dân làng xứ Kim Cương đặt tên cho khu rừng này là Khu rừng Bà Liễn. Rừng Bà Liễn, rộng khoảng 10 hecta Đây vốn là một trong những khu giàu. Hồi đội khê năm bắt đầu mở cửa khai thác, mỗi năm cung cấp cho nhà nước xây dựng các công trình với khối lượng hàng trăm khối gỗ lim, rổi, táo, cùng với nguồn gỗ quý, các động vật hoang dã khác như voi, hổ, chó sói, chăn, vượn, khỉ và các động vật chim thú khác vẫn lấy khu rừng Bà Liễn là mái nhà chung. Năm 1960, trong một chuyến đi thực tế khá dài ngày, viết về đề tài lâm nghiệp vào mùa đông, nhà sĩ Phạm Tuyên đã theo chân các thợ rừng ở khắp lâm trường Hương Sơn để khai thác chất liệu thực tế, nuôi cảm xúc, tìm chủ đề cho một ca khúc mới. Và một đêm trời rất cam cam, ông cùng nhóm thợ rừng khe năm đang ngồi sửa ấm quanh bếp lửa đỏ rừng rực, bên mùi săn nướng mùa đông và nước chè xanh hương sơn thơm dịu. Những người thợ rừng say xưa kể cho nhạc sĩ Phạm Tuyên nghe về chuyện hổ vồ người ở trong khu rừng bà Liễu thủa xưa và chuyện đời thường vất vả. Những trưa chặt hạ dìu quăn lưỡi, những buổi chiều theo châu thủng gót giày của người thợ rừng. Đêm ấy, nằm nghỉ trong lán tranh cùng với ngọn đèn măng sông xua mũi và gió lạnh buốt lưng, nhạc sĩ Phạm Tuyên cứ trằn trọc thao thức với cuốn sổ tay chiếc bút máy đã bơm đầy mực cửu long và chiếc đàn guitar mang theo bên mình cảm xúc tự nhiên ập đến trái tim người nghệ sĩ thế là nhạc sĩ phạm tuyên bật dậy hí hoáy kẻ nhạc thử từng nốt nhạc trên chiếc đàn guitar rồi viết lời ông khe khẽ vừa đàn vừa hát chỉ đủ một mình nghe những nốt nhạc xanh như lá long lanh như nắng đã làm nên sản phẩm giá trị âm nhạc bài ca người thợ rừng cùng năm tháng. Ai bảo rừng xanh là quái ác, ai bảo Trường Sơn là nắng rát, gió núi mưa ngàn, sói beo quanh mình biết bao kinh hoàng. Rừng ơi, ta đã về đây, mang sức của đôi tay lao động, khó khăn không quản ngại rừng. Rừng ơi, trong tiếng ca hôm nay vang lên cuộc đời sáng tươi trong tương lai bài hát ấy nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng và thân thuộc đối với thợ rừng khe năm qua bao nhiêu thế hệ nó trở thành một sức mạnh vô hình cho những người thợ trẻ khe năm say mê với nghiệp rừng năm nào đội khe năm cũng về đích trước kế hoạch năm nào đội khe năm cũng đạt tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa rồi nhiều thanh niên ưu tú được vào đảng nhiều người được bầu chiến sĩ thi đua chính những người thợ rừng ở đây biết vun đắp tình đoàn kết yêu thương nhau, họ cảm thấy hạnh phúc khi người thợ đã chọn nơi sâu thẳm của cánh rừng đại ngàn làm quê hương thứ hai của mình. Không ít người trong làng Khe Nam rất đỗi tự hào về làng mình, vì xứ sở này, con người sống thuần hậu thủy chung, nghĩa tình, no đói có nhau những đứa con sinh ra giữa rừng cây xanh lá tâm hồn tinh khiết như nước suối ban mai được nuôi dưỡng nghị lực vượt khó và yêu lao động của cha được vỗ về những lời yêu thương và dịu dàng của mẹ để mai này lớn lên không phụ lòng tin của đấng sinh thành ấy vậy khi cửa khẩu quốc tế cầu treo mở rộng cửa giao thương thời hội nhập người dân được tự do đi lại buôn bán. Thế là từ đó, địa bàn giáp danh xã Kim Sơn bị nhiễm ngay những tiêu cực từ bên ngoài xâm nhập vào. Làng Khe Năm chớ trêu thay, lại xuất hiện những phần tử nghiện ngập ma túy. Làng bỗng nhiên buồn như cây cổ thụ bị sét đánh. Người lạ không ai dám bén mảng tới làng vì sợ mất trộm. Đối tượng trộm không ai khác, đó chính là những con nghiện ở trong làng. Khi nạn ma túy càng bùng phát bao nhiêu, thì tệ nạn trộm cắp càng rộ lên bấy nhiêu bởi con nghiện lục lên cơn bất chấp cả tình mẹ nghĩa cha huynh đệ bà con thân hữu không ai có thể hiểu được sự đau đớn đến mức cuồng điên thèm khát tên mức loạn thần của kẻ khát ma túy có đứa giật tung cả dây xích đang trói chạy ra đường có đứa hắt cả hồ nước sôi đang trên bếp vào đầu bà nội mình khi bà không chịu cho cháu tiền mua ma túy đại úy võ trọng hải Trung úy Nguyễn Ngân, trong chuyến thị sát hôm nay càng nghe dân chúng kể càng thêm nhức nhối. Bao nhiêu cảnh bi ai tan nát đang làm cho những bậc làm cha làm mẹ suy sụp về tinh thần, điêu đứng về thể xác. Hội con nghiện giáo diết tìm thêm bạn mới, âm thầm xây dựng mạng lưới nghiện khắp vùng Thượng Hương Sơn. Chúng tụ năm tụ bảy, giao nhiệm vụ cụ thể cho những tên trong nhóm, ngày đêm săn lùng danh tính, tìm hiểu lý lịch gia đình, dùng mọi mưu mô dụ dỗ để đi theo chúng. Người đã nghiện hút, sớm biến chất thành kẻ hư hỏng đốn mạt nhất thời, bởi không từ một thủ đoạn, một hành vi đê tiện nào nó không thực hiện. Từ chuyện gán xe máy cho hiệu cầm đồ, khiêng tivi bán rẻ cho hiệu đồ cũ, đến cả dùng dao cậy tủ, dùng búa phá két sắt đã xảy ra như cơm bữa ở làng Khe Năm bởi mục tiêu duy nhất của con nghiện bao giờ cũng phải có tiền để chơi ma túy. Chính vì thế, từ trộm nhà lan ra trộm làng, từ vụ trộm nhỏ dẫn tới vụ trộm to. Trưởng thôn Bùi Tử Huyến vừa đi cuốc cỏ lạc về, đang ngồi bắt chân chữ ngũ lên ghế, thư thả giết thuốc lão chợt thấy hai người lính biên phòng dắt xe máy hướng vào ngõ nhà mình ông dục vợ đưa nhanh bộ quần áo trong buồng ra thay Bà Hiền vừa tất tả đưa đồ cho chồng, vừa chuẩn bị nước chè mời khách. Vừa tới sân hải lên tiếng. Nhà bác rộng, vườn bác nhiều cây trái. Sao bác không nuôi con chó giữ nhà cho vui? Lại phòng kẻ trộm nữa. Ông Huyến nghe Hải gợi nhớ chuyện con chó, tự nhiên nước mắt ông giàn rụa, miệng méo sạch. Thế là ông Huyến bật khóc xin hai chú đừng đả động gì đến chó với lợn nữa nhà tôi khổ lắm rồi thấy chồng sụt sùi bà hiền cũng rơm rớm nước mắt chắc các chú biết đó dân miền rừng ở nơi hẻo lánh ai trong nhà chả có vài ba con vật nuôi nhất là nuôi chó vì con vật rất khôn và mến chủ chủ đi đâu nó bám chân theo đó chính vì thế nếu vô tình một con chó bị chết hoặc bị mất ai trả thương trả tiếc ngân hỏi bà hiền thế nhà bác bị mất bao nhiêu con rồi bà hiền đáp nhà tôi bị kẻ trộm câu tới ba lần mất tới năm con chó rồi có bữa cùng một đêm mất đứt luôn hai con ông huyến thở than nuôi được con nào nó trộm con đấy nhà tôi đâm chán không nuôi nữa rồi ông trùng giọng thủ phạm không ai khác cả người trong làng thôi toàn bọn nghiện hút mà hải hỏi dò thế bác có biết kẻ nghiện đầu tiên của làng này là ai không ông huyến đằng hắn thằng minh con ông điền thằng dưỡng con bà thu chính hai tên này đã gieo tai họa cho cả làng rồi ông huyến tức giận bọn hắn chết cũng vì thằng hà kiến mới ra tù đầu độc ngân lên tiếng lâu nay bác có thấy thằng hà xuất hiện ở làng không ông huyến than vãn rõ khổ hai chú ạ công an mấy lần nhờ tôi nhờ cả mấy bác mấy cô trong tổ tự quản tập trung theo dõi đối tượng này và phát hiện được thì báo cho họ biết nhưng chẳng thấy tâm dạng đâu hình như thằng hà đang trốn sang lào buôn bán heroin thì phải hải hỏi làng này có bao nhiêu thanh niên dính vào ma túy rồi bác ông huyến ngán ngẩm đáp cả làng khe năm có tới ba mươi con nghiện rồi cách đây mới một tháng có hai thằng tiêm bị sốc thuốc chết càng gợi chuyện thanh niên trộm cắp nghiện ngập ông trưởng thôn bùi tử huyến càng dốc hết toàn bộ sự thật cho hải và ngân cùng nghe ông huyến nắm rất rõ quy luật của bọn ăn trộm chó thường xảy ra vào lúc chập choạng hoàng hôn hoặc lúc nửa đêm khi mọi người còn đang ngủ say những tên trộm chó đều ngụy trang kín mặt bằng vải đen hoặc đội mũ thể thao, đi xe máy cũ nhưng phân khối lớn. Bọn trộm chó đơn giản chỉ dùng chiếc gậy tre, đầu gậy làm bằng hai cái lưỡi câu, bằng thép, dắt một miếng thịt nướng thật thơm để giữ chó. Chó khi ngửi được mùi thơm nhảy vào vồ môi, miệng thì mắc như dính keo. Với cái câu này hầu hết các con chó chỉ kịp kêu lên vài tiếng ăn ẳng rồi chui vào dọ sắt không cựa quậy cắn xé gì được nữa nghe tiếng xe tiếng chó kêu thấy đích thực là chó nhà mình bị bắt chủ nhà hoảng hốt kêu dân làng cứu nhưng bọn chúng đã cao chạy xa bay rồi ông huyến phân bua dân ở nhiều nơi khi thấy kẻ ăn trộm chó họ đổ xô ra rượt đuổi bằng được thậm chí còn đánh cho cẩu tặc trọng thương hoặc tử vong có làng còn đốt xe cẩu tặc sự trả thù đó tôi cho thật quá khích riêng làng này không làm thế bởi sợ kẻ trộm chó chống trả dễ mất mạng lắm và lại nếu bắt tận tay dây tận chán thì cẩu tặc đều là con em ở vùng sơn kim hay thị trấn tây sơn cả qua chuyện thường ngày làng khe năm mất chó nghe ông huyến cung cấp đầy đủ các sự việc xảy ra hải thấy dân làng phải chịu cảnh ngậm bộ hòn làm ngọt cũng có nhiều lý do căn nguyên của nó các con nghiện này khi vào làng ăn trộm chó đều mang theo côn, dao, kiếm, súng phòng thân. Những thứ vũ khí nóng này nếu dân làng đụng độ với đối tượng dễ gây nguy hiểm lắm. Thôi, ông trưởng thôn mất chó cũng như dân làng mất. Dân làng mất chó lên báo với thôn trưởng, thôn trưởng lên báo với công an xã, chính quyền xã lên báo với công an huyện. Đơn trình báo của dân về tệ nạn mất chó ở làng Khen Năm ngày một dày thêm rồi tổ công tác xã tới làm việc, rồi cán bộ điều tra, công an, phòng chống tội phạm, công an huyện về điều tra. Không ít con nghiện làng này bị bắt quả tang, lập biên bản xử phạt hành chính. Chính quyền địa phương tổ chức đưa các đối tượng ra xóm kiểm điểm, đưa phần tử này giáo dục rèn luyện bằng đi lao động, nung vôi, gánh đá. Nhưng hết thời gian gian đe, bàn giao lại cho gia đình quản lý, đối tượng vẫn ngựa quen đường cũ. Bất giác, Hải hỏi dò ông Huyến. Từ lúc xuất hiện bọn nghiện đến nay, bác sợ cái gì nhất? Ông Huyến trùng giọng. Thu thật với chú, tôi thấy nhiều cái sợ lắm. Sợ bọn chúng nổi cáo, đâm bơm kim tiêm vào mình, lây nhiễm HIV. Sợ bọn chúng rủ nhau đột kích vào nhà, lấy đồ đạc của cải. Sợ bọn chúng dùng súng thanh toán lẫn nhau gây náo loạn trị an. Nhưng tôi sợ nhất bọn chúng lôi kéo con cháu mình vào con đường nghiện ngập. Ông Hiến thành thật, chả mấy khi hai chú ghé vào làng Khe Năm. Tối nay gia đình tôi xin mời hai chú ngủ lại đây cho ấm áp tình cảm quân dân. Biệt đầu cầu tạc lại mò tới, các chú được dịp hiểu thêm diễn biến phức tạp của bọn nghiện đang hoành hành. Hải bảo, con chưa đặt vấn đề bác đã mời rồi, con cảm ơn lòng tốt của gia đình nhà ta quá con biết bác hiện nay làm trưởng thôn nên chúng con phải phiền bác nhiều chúng con sẽ thay phiên nhau ở đây dài ngày và nhiều lần bao giờ hoàn thành công việc mới về ông huyến lấy vợ định cư ở làng khe năm từ cái buổi vợ chồng cùng cảnh ngộ công nhân tổ ấm hạnh phúc tạo nên từ nhà tranh phên nứa và hai trái tim vàng giữa cánh rừng đại ngàn gió hú bây giờ nhà cửa khang trang đưa con gái đi lấy chồng ở một làng xa miền hạ con sông ngàn phố hai cậu con trai theo chú ruột và buôn mê thuật làm ăn nhà chỉ còn lại hai ông bà sấp xỉ tuổi lục thập nên không khí có phần trống trải nghe hai chú bộ đội biên phòng nghỉ nhờ bà hiền vui như lâu ngày gặp đứa con xa bà lẳng lặng ra vườn hai nắm lá chanh rồi ra chuồng bắt con gà béo nhất để làm thức ăn đãi khách sau một hồi trò chuyện Hải và Ngân ra thăm khu vườn cây trái của ông Huyến. Vườn ông Huyến rộng hơn 7 sào, đủ các loại cây ăn quả, mít, nhãn, vải, ổi và cơ man nào là rau xanh.